ai hay nâng mình lên sẽ bị người ta hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được mọi người nâng lên. Ai xưng danh bề trên hay tự làm tôi người dưới, ai phục vụ người dưới chính danh người môn đệ thầy. Đừng theo thói ham quyền, ngồi trên cốt đê dạy quyền, trên danh nghĩa quan tòa để mình như những ông loa, chất gánh nặng cho người, còn mình thì đứng cách xa. Cần nghe những lời họ nói, đừng nói những công việc họ làm. Ai hay nâng mình lên sẽ bị người ta hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được mọi người nâng lên. Ai xưng danh bề trên hay tự làm tôi người dưới, ai phục vụ người dưới chính danh người môn đệ thầy. Đừng theo thói gia hình, làm sao cốt đệ được vinh, đeo tua áo thêm dài, chọn ngồi nơi nhất xanh vai, ghế đầu trên đài, dù mình nào biết đúng sai, vào ra thích người chào đón, dù không đúng danh phận của mình. Thích danh thầy vì chứng có một mà thôi, trên nơi thế gian này mọi người thân thế giống nhau, chớ thích dùng trên đời gọi về người thế tiếng cha, vì chứng có một mình Chúa là Cha đấng đang ngự trên trời. Ai hay nâng mình lên sẽ bị người ta hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được mọi người nâng lên. Ai xưng danh bề trên hay tự làm tôi người dưới, ai phục vụ người dưới chính danh